Và hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình là Ni. Và hôm nay mình sẽ đi tìm chát quỷ cho các bạn ha. Đó, mình cũng dặn theo yêu cầu các bạn là mình đã dặn nhỏ tiếng rồi nè. Đó, cho tiếng nghe đỡ to. Để xem, mình thường thường hay quay với mấy anh Trang Ly, anh Tuấn, anh Chủ tịch với anh Bác Tô á. Nên không biết mình có bị nhiễm cái nhân phẩm nhân phẩm bộ tứ hay bộ tam không nữa. Đó. Nên mình sẽ thử tìm một mình nha các bạn. Đây. Để coi khi kiếm một mình hay là kiếm chung cái nào sẽ xui. Nếu mà mình kiếm một mình á mà xui là chắc chắn là có khi mình đã lay cho mấy ảnh á, nhưng mà do mấy ảnh xui đâu. Đó. Còn nếu mà mình kiếm một mình mà hên á. Đó. Vậy là không phải do mình. Rồi. Ui quên. Hiện tại đang là khuya nha các bạn. Mình quay lúc khuya á. Nên thì nhỏ nhỏ thôi cho an toàn. Cái này mình đang ăn trái này nữa bạn. Nó đù vãi đái. Đó. Đó vợ lớn nè. Rồi. Nãy là mình để giờ là 1:16 bây giờ. Bây giờ đang đang lố mấy phút rồi. Kiếm nhanh không thôi mất. Kiếm đã vô lấy hồi mất nữa là mới buồn đó các bạn ơi. Mình sẽ kiếm 3 trái nha các bạn. Đó. Thì có không? Mình không có game pass nên bị tìm hơi cực. Xíu nhưng không sao. Ok. Gần gần. À, thấy rồi. Thấy rồi bạn, bạn thấy không? Cái chấm gì đây không? Còn mong đường là bộ tứ là được. Tại mình lượm chết. Ý, món gì á? Rồi. Rồi nha bạn, có khi là cái xui là do mình rồi bạn ơi. Rồi binh lắc rồi bạn ơi, nè mình xài chiêu đó đó, mình xài chiêu không được luôn rồi. Và các bạn thấy chưa, trái đó là trái speaker nha. Rồi mình sẽ chiêu lại một lần nữa. Cái gì vậy? Xui quá, hẹn lại các bạn cho mấy phút lần sau. À rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Ê, chào chi nữa. Quên, trời ơi, nãy mới bị văng cái giờ bị điên rồi các bạn ơi, mấy bạn thấy chưa? Thấy tai hại chưa? Bởi vậy nói rồi. Không hiểu sao nó xui như vậy được luôn á. Lượm được trái. Trái trong bộ tứ là cùi, cực kỳ cùi rồi. Mà gặp ngay server, gặp bị văng đấy bạn. Rớt mạng á. Xong rồi trong tiêu các bạn ơi, hiểu số phận của mình rồi. Hiểu sao nó nhỏ cái nào chưa các bạn? Ôi là trời. À mình đang chỉ tỉnh chỉ các bạn là muốn mở cái bin này bạn bấm cái nút CTRL các bạn dưới nút này. Đó CTRL xong rồi giữ shift bấm giữ cái nút này xong bấm F7 đó nó sẽ hiện lên cái bin cho các bạn này đó vậy đó. Làm ơn đừng bay màu giùm em cái. Trời ơi là trời khổ. Không hiểu luôn các bạn ơi. Xàm không? Các bạn có thể thế nào mà ủng hộ mình cho bớt xàm đúng không các bạn? Nói nhỏ thôi tại giờ tối rồi các bạn. Nói to lát hồi chỏ vô đầu á. Đó. Bây giờ để chạy không có nè. Còn mong trái xịn xịn cái tại mình lượm trái nào mình ăn luôn nha các bạn. Đó, lượm trái nào mình ăn luôn. Trái xịn xịn xíu để mình vô coi bán trái gì nha. Sao mà nhỏ dữ vậy ta? Nó lượm được cái cùi rồi mà còn bị đít game nữa. Giờ mình treo lại từ đầu luôn các bạn ơi. Khổ thì không thôi mình kiếm được cùi nhiều thế. Không thôi mình kiếm được 3 trái rồi, bây giờ mình mới kiếm 4 trái lần. Hay. Tuyệt vời. Good. Hay. Các bạn thấy cái lúc mà mình mua chế vật tổ thì nó không bán chế nào hay không các bạn? Lúc mà mình mua xong rồi nó lại bán mochi. Thấy không? Bây giờ mình hết tiền nó lại bán rumble. Rồi thôi admin game này là trêu mình rồi các bạn ơi. Thôi xong. Ok, I'm fine. Ok. Ok. Ok, tôi ổn, bình thường thôi. Bởi vậy số mình nó nhỏ sẵn rồi các bạn ơi.
Ủa khủng là cái đó vậy? Ủa đồ à? Lỗi cái mà nó cũng nhớ đây. Ý cái này màu xám à, nó đỡ hơn rồi, tưởng nó màu xanh nữa mới chết chứ. Nó cúng chỗ này là tới ấy màu vàng. Ồ Pika, nếu là Pika cũng đỡ ha. Mấy bạn có thể comment đây nha, em nhìn từ xa đây mình không có thấy rõ nè, để mình tới vừa nha, ở nhớ comment dưới nha. Ui đừng có nhặt xong rồi đít game nha anh, trời ơi em cực lắm rồi đó. Cái màu vàng phải không? Oh yes. Đúng trái mình đang cần luôn bạn ơi, ăn luôn. Rồi. Ok, đỡ quá. Đỡ cực. Rồi lát hồi mình tìm trái quỷ sẽ cực kỳ nhanh nha bạn. Rồi. Với lại mấy bạn hay thắc mắc mình là thắc mắc cái gì á, quên rồi. Ủa mình thắc mắc cái gì á? Hồi nãy mình mới đọc comment mà mình quên rồi. Oh my god. mình quên rồi bạn ơi. Thôi toang rồi, toang rồi, toang rồi. Ủa nãy mấy bạn có comment cái gì á, mình mới đọc xong á, mình tính trả lời luôn á. Thôi, lát hồi đợi Factory là mình trả lời luôn nha các bạn. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn cho trong mấy phút sau nha, mình đợi Factory. À. Mình nhớ rồi, nhưng lát hồi mình sẽ trả lời. Ok, bye. Và rồi. Factory ra rồi nha các bạn. Rồi, mình đã đọc comment của một bạn gì hỏi rồi, đó là bạn nó hỏi là sao sao trái quỷ không mất. À. Đơn giản thôi. Đó là khi bạn đến cái nhà máy này nè thì cái trái quỷ nó sẽ vĩnh viễn nha bạn. Đó. Còn khi bạn lượm á, bạn lượm là sau 20 phút nha. Đó, là sẽ mất. Nếu mà 20 phút bạn không lượm sẽ mất nha, còn khi bạn lượm rồi đó. Khi bạn lượm trên tay rồi nha. Rồi. Nó sẽ tính 20 phút hoặc 30 phút sau mới mất nha bạn. Đó. Kiểu kiểu vậy đó. Ok, đi quên. Cầm kiếm chém cho lẹ chứ. Đánh chi cho lâu đúng không, chém được cái 800 vậy thôi lâu quá, đánh đi vô vô. Ủa giờ cái áo đâu, trời ơi, nãy giờ mặc áo không vậy mà mình thấy nó không mặc luôn á, vãi nồi thiệt. Ôi nãy nhân phẩm cũng không xui lắm à, có cái đầu không hiểu sao mình xui vậy luôn á ta. Ok hiện tại đang chơi tối rồi, bây giờ mình sẽ nhỏ nhỏ lại xíu nha. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. À, với lại mấy bạn hay thắc các bạn cứ comment dưới mình cũng sẽ đọc nha các bạn, nhưng mà mình cũng không có thời gian đọc nhiều á, nên mà nên mình chỉ có thời gian lâu lâu mình rảnh vô đọc cái comment nào hay mình like mình tim thôi à, đó nên kiểu kiểu vậy. Ui lâu quá, bây giờ cầu mong nó ra trái mà kiểu không mắc thôi. Mắc mắc là kiểu trái trái rung hồ trở lên cũng được. Mắc mắc cỡ đó thôi cũng được ha. Kiểu đó cũng được, không ai nói gì đâu. Để mình test thử nhân phẩm khi mình đi một mình rồi đó, mình chơi một mình lúc khuya nè, coi có ra cái gì hơn hay không thôi. Còn mong mà ra hơn hơn xíu vô. Bây giờ à, cái bạn hay nói hay thắc mắc là trái quỷ mấy phút xì ba đúng không? À, là cứ mỗi một tiếng nha bạn, thí dụ mình treo nè đó, các bạn có thể chat chat trên này giống mình nè đó, mình vô lúc là 11 giờ 23 nè đó, nên 12 giờ 23 là đúng một tiếng sẽ có trái quỷ nha bạn, đó là vậy. Nhưng mà đúng 30 phút sau thấy không, 23 lên 53 nè, là 30 phút sau là Factory sẽ ra nè bạn, đó là mình đang đánh nè. Rồi bạn có thể được đợi thêm nửa tiếng nữa là 1:23 đó, là đúng 2 tiếng, từ 12:23 tới 1:23 là 2, là từ 11:23 chứ lộn, tới 12:23 tới 1:23. Mình nói cái gì vậy trời? Là mình chơi từ 11 giờ đúng không? Đó, xong tới 1 giờ đúng 2 tiếng là 2 trái. Nhưng mà trong thời gian 2 tiếng đó đúng không? Là 1 tiếng xong tới 1 tiếng rưỡi là sẽ có Factory vậy nè. Đó, nên bạn sẽ lượm được 3 trái nha. Với lại mình có hỏi anh Tấn Tài Gaming á, là anh nói là cái tầng thế giới này nè là tối đa chỉ các bạn chỉ có thể treo được 2 trái thôi nha, phiếu hay thường gì cũng 2 trái, còn còn cái map cũ ấy bạn, map cũ là không giới hạn nha đó, map cũ hình như server thường là không giới hạn đó, chứ server VIP mình cũng không biết nha đó, tại hôm bữa mình hỏi anh Tấn Tài, anh Tài nói vậy. Rồi ra trái gì đây, rồi giờ này còn bọc lại nữa,
Để ăn super hùng mình đi, tại có mấy trái ngon mình cũng liền vô mấy trái ngon mà. Mình có gì muốn super hùng mình mát rồi đấm mới đã. Mở ra 5 phút mà còn lâu. Ui nãy giờ 4 phút rồi, lẹ lẹ lẹ. Cũng không có gọi là cùi lắm hả bạn, cũng không gọi là cùi lắm. Cũng tạm ổn ha. Cũng gọi là tạm ổn chứ đỡ hơn hồi nãy là mình lụm được một trái Pika, giờ được Paris cũng ngon, cũng không có gì là cũng không có gì là cùi lắm đó. Nhưng mà ăn Paris này cho được nè, cho vui lắm á. Thôi nhưng mà mình thấy ngán quá, hôm bữa mình ăn rồi bạn ơi. Thôi 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 thôi, thôi. BB cũng được vậy đó, tìm chát quỷ cũng lâu nữa, thôi cho ông ăn á. Rồi thôi ra cho du biển ăn cũng được. Ơi đừng mắm lộn ăn nữa nha, cười á quỷ á. Rồi ui giờ mình sẽ đợi nửa tiếng nữa, đó là 1 giờ. Mấy bạn có ghi thời gian vậy được nè, ví dụ mấy bạn vô lúc 9 giờ sáng đi ha, 9 giờ sáng xong bạn ghi trên này là 10 giờ đó, xong 10 giờ 30 là factory nè, xong một ok tới lúc 11 giờ đúng rồi đó, cứ ghi vậy đó cho nó chắc nha các bạn. Đó là các bạn đi tìm dễ lắm, khỏi 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 hụt luôn. Rồi lên du biển đi, ở đâu rồi, du biển trốn đi chứ. Rồi nè ăn đi, ăn đi con. Ok lên 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 nè. Rồi các bạn ăn đi con, ăn ăn nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn trong nửa tiếng sau nhé. Ai à, và đây là cái trái cuối cùng mình tìm ha. Sẵn trên đường mình tìm, mình sẽ đọc comment của các bạn luôn. Đó, lâu lâu mình lọc, lâu lâu mình trả lời comment với bạn cho vui ha. Rồi, còn mấy bạn hay hỏi là sao dạo này Roblox lắc thế, cái câu hỏi đó là chắc chắn hay là thường xuyên mấy bạn hay hỏi luôn. Thì đó là hiện tại là cái do cái mạng các bạn đó, do một con cá mập nào đấy ấy có thể cắn như bạn đó, chứ trước đó các bạn có thể gọi là chơi bình thường. Ở đừng nói đây nữa nha, hên quá đừng ở đây nữa, những đây mình qué vãi á, khổ lắm rồi đó. Trước đây là mình chơi bình thường với bạn, bạn nào cũng vậy mà đó, chơi cực kỳ bình thường không lắc luôn. Nhưng tại sao sao cái bài update đấy là do cái mạng của đường truyền của Việt Nam mình á đó, nên nó bị lag như vậy nha các bạn, chứ không phải là do máy máy mình đâu nha ha, nên các bạn cứ yên tâm đó. Để với lại mấy game nước ngoài các bạn, mấy bạn lúc mà mạng mình lắc á nên mấy cái game nước ngoài nó hay bị vậy lắm, game nào cũng vậy đó đó. Còn mấy game Việt Nam mình thì chơi bình thường đó, giống Liên Minh mình chơi bình thường không có lắc gì đó đó. Đó câu hỏi thứ nhất ha, câu hỏi đây có không, không có câu hỏi của bạn một bạn khác nữa, các bạn hay hay là nhìn sao giọng lạ vậy mấy bạn. Các bạn không coi mình clip trước hả? Là mình quay chung với mấy anh á. Là mình quay chung với mấy anh á. Đó, thì đương nhiên mấy ảnh nói xong rồi mình lâu lâu mình sẽ nói vô. Đó. Úi, ở đây luôn, hên quá, đỡ phải đi xa. Đó. Úi. Úi. Rồi. Xám mà thì trắng vậy, không có phát sáng là thấy không có đủ, không có ngon rồi. Nếu không phát sáng là có tiền, mà không phát sáng bạn ơi vậy thôi mình ý ý ý cũng màu vàng vàng phải không ta, à, giống giống vàng vàng nha. Từ từ rồi mình với bạn hay đó, nên nên là cái giọng đó là giọng của mấy anh đó nha, mà nha mấy bạn chứ không phải giọng của mình ha. Rồi từ từ trước khi mình tới đây các bạn, mình sẽ nói nhảm nhảm xíu cho tới nha. Đó rồi các bạn, với lại có bạn hỏi là khi mà xài Mochi á, bật hai kỹ quan sát á, có cần phải full không mới né được hay không, full hay không, full là sao ta, bạn hỏi full hai kỹ, nếu mà bạn hỏi full hai kỹ quan sát này là né 8 lần á hả, là không cần ha. Tại tại vì cái Mochi là bạn chỉ cần đủ level hơn 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 con quái bao nhiêu á là nó sẽ cho bạn né ha, không cần phải full 8 lần đâu, một lần bạn mới mua cũng né được ha. Rồi giờ mình tới mình coi coi trái gì đây.
cũng trong bộ tứ rồi bạn ơi. À, vậy là số mình cũng 50-50. Hai trái trong bộ tứ, hai trái ngon, hai trái cục, hai trái 6-6-6-700. Ờ, vậy là số của mình là hên xui nha bạn, mình không phải gọi là cực kỳ nhỏ nha các bạn. Hi rồi, ok. Thì số mình không phải là gọi là nhỏ lắm ha. Mình là 50-50. Ờ. Lúc hên lúc không ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình ha. Rồi, mình mong các bạn sẽ ủng hộ mình tới đến lúc mà mình 100.000 sub hay là có thể cao hơn thế nữa đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách xem quảng cáo hoặc là click vô quảng cáo cho mình là mình có tiền rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Bye bye.